quý vị và các bạn đang nghe chương trình Lumen Radio. Chúng ta đang lắng nghe cuốn tự truyện Mẹ Què của tác giả Thiện Tâm. Phần tiếp theo, về thăm nhà. Vô tình, một lần vừa tụt xuống điểm dừng xe bus, tôi nhìn thấy trên bảng thông báo chi chít những thông tin tuyển nhân viên. Tò mò, ngó mấy tờ quảng cáo rao vặt gần đấy, thấy có ghi tuyển nhân viên đánh máy ở cửa hàng photo. Lương thỏa thuận trên đường Đại La. Thời ấy, sinh viên chưa có nhiều máy tính như hiện nay, nên cửa hàng photo vẫn cần người đánh máy. Nhanh tay xé luôn tờ đó, tôi cẩn thận nhét vào túi. Chiều về, tạt qua quán tạp hóa gọi điện tới cửa hàng để hỏi xem họ còn nhận người không và hồ sơ xin việc như thế nào. Thật may, họ vẫn nhận người và chỉ cần một bộ hồ sơ xin việc. Vì chưa có kinh nghiệm phải dùng đến hồ sơ xin việc, nên tôi đành phải đi tìm quân sư quạt mo Hùng, người đang làm việc trong quán net, để cho ý kiến. Nếu mà muốn làm hồ sơ xin việc thì mày phải về nhà xin dấu xác nhận của xã mày, chứ ở đây không được. Tôi thoáng gượng lại. Về nhà cũng hơn 5 năm chưa về nhà. Tôi cố hỏi, thế xin ở chỗ khác không được hả anh? Anh khẳng định, không được, chỉ ở xã mà thôi. Chỉ biết gật gật rồi đi về, để anh còn tiếp tục công việc. Tôi băn khoăn mãi về quyết định có nên làm công việc này hay không. Không việc này thì việc khác, rồi cũng sẽ phải về quê, đối mặt với quá khứ mà mình vẫn trốn chạy bấy lâu. Hạ quyết tâm, tôi chọn công việc. Hôm sau, đón xe về quê sớm. Xuống xe, tôi bắt xe ôm đi thẳng về nhà. Bước qua cổng nhà, đã nhuốm màu rong rêu. Các mảng tường cũng đã bong chóc vì năm tháng. Tôi thấy khung cảnh vẫn như xưa. Cửa khóa, nhà chẳng thấy bóng ai. Giờ này chắc là bố mẹ đi làm, mấy đứa em vẫn đi học. Ngoảnh mặt, cất bước rời đi. Chẳng muốn gặp lại người quen cũ, tôi tìm con đường vắng nhất để đi, hướng về phía Ủy ban Nhân dân xã. Tôi đi tắt qua cánh đồng. Đến nơi cũng quá giờ làm việc, đắn đo có nên tạt qua nhà thăm mẹ. Nhưng còn bố, nếu ông biết tôi đã quay trở lại, chắc chắn sẽ no đỏ. Thân tàn ma dại mà chẳng lết được đi đâu. Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định gọi điện về nhà thăm thính trước. Vào quán nước bên đường, liếc thấy có biển gọi điện thoại ở góc gần cửa sổ, tôi hỏi: Bác ơi, ở đây có gọi điện thoại bao nhiêu tiền một lần ạ? Bà chủ nói: 2.500 một phút. Giờ này đồng hồ đã chỉ 12:20, nhà chắc hẳn có người. Vậy là tôi bấm điện thoại. Sau một hồi đổ chuông, có người bắt máy. Tôi đợi tiếng cất lên. Alo, ai thế? Cái giọng nói trầm khàn này chẳng phải của bố tôi đây sao? Chỉ mới nghe giọng, chưa nhìn thấy bóng, tôi đã tim đập chân run. Ngay lập tức, tôi cụp máy. Từ rất lâu rồi, đã không còn phải nghe tiếng nói của bố. Nhưng dù thời gian trôi qua, những ám ảnh về ông vẫn không sao khiến tôi hết run sợ. Tôi không dám về nhà, sợ say xe. Dù vào quán nước đã gọi một chai nước cam nho nhỏ,
nhưng tôi cũng chẳng dám ăn uống gì. Chiều vào ủy ban hỏi tìm người đóng dấu vào mấy cái hồ sơ mà cũng nhầm. Thấy tôi lê lết, một bác cao tuổi thương tình đành nói: "Cháu ngồi bên ngoài chờ, bác đi sang bên khu bên kia cho, nhìn thấy tội quá." Tôi vâng dạ cảm ơn rối rít. Chỉ khoảng một tiếng sau, bác đưa lại đầy đủ tập hồ sơ, lại còn chẳng lấy tiền phí công chứng. Tôi muốn gửi lại bác tiền mà bác cứ chối mãi, khiến tôi thực sự biết ơn. "Thôi bác cho, bác cũng có một thằng con trai, nhưng còn chẳng được như cháu, nó chỉ nằm một chỗ, chẳng biết tí gì. Bác thấy các cháu như vậy cũng thương lắm, khổ lắm." Giọng bác buồn buồn, gương mặt khắc khổ, nhìn thấy cũng thương thay cho số phận gia đình này. Nghĩ về mình, giá như tôi cũng có người cha thấu tình đạt lý như vậy, thì có lẽ... Vâng, chỉ là giá như. Mà đã là giá như, thì không phải là hiện thực. Bích mình khỏi dòng suy nghĩ miên man, chào tạm biệt người đàn ông nhân hậu ấy, tôi đi ra bắt xe quay trở lại Hà Nội. Cuộc sống một thân một mình, suy cho cùng vẫn hợp với tôi hơn. Vẫn được chiếc xe khách đi từ Bố Hạ xuống Giáp Bát, Hà Nội. Tôi ngồi bên cửa xe nhìn về phía xa xăm, một quang cảnh của làng quê lụi dần rồi biến mất. Những con người đã đến và đi trong cuộc đời mỗi chúng ta cũng thoảng qua như cơn gió. Đôi lúc cơn gió giúp bạn dịu mát sau mỗi chuỗi ngày nóng nực, nhưng cũng có khi nó lại nhấn chìm bạn trong cuộc bão giông sắp đến. Bạn chẳng thể đoán trước được tương lai, chỉ có thể luôn sẵn sàng chờ đợi những người bạn đặc biệt này. Là phúc không phải họa, là họa tránh chẳng qua. Hôm sau, đến địa chỉ mới xin việc, tôi được đưa cho một xấp văn bản và yêu cầu gõ bằng 10 ngón không nhìn phím, càng nhanh càng tốt. Tôi hơi run, nhưng tôi vẫn làm được. Thế là tôi có một công việc mới là đánh máy, nhập văn bản cho cửa hàng photo. Không còn phải đi bán hàng, ngày ngày tôi bắt xe buýt, đi làm với mong muốn tiết kiệm tiền mua máy tính. Mong ước thầm kín và mãnh liệt ấy luôn cháy bỏng trong tôi. Làm việc thật chăm chỉ, vừa đánh máy, vừa kiêm cả việc lặt vặt như dọn dẹp, lau chùi, nên chủ hàng ưng tôi lắm. Những ngày cuối tuần, sở thích mới của tôi là lên mạng lướt net. Con người mới cũng cần học tập nhiều kiến thức mới. Lên mạng có biết bao thông tin hay ho mà tôi chẳng thể tưởng tượng nổi. Cuộc sống thay đổi từng ngày, từng giờ, nên tôi cần cập nhật thường xuyên. Dạo này cuộc sống của tôi như có một luồng gió mới thổi qua, khiến tôi dễ thở hơn, thư thái hơn. Lương không cao nhưng ổn định, mỗi tháng chi tiêu tiết kiệm, tôi để ra được một chút tiền nhỏ để giúp mấy bạn bị liệt không thể đi lại như tôi. Mỗi lần quyên góp, tôi cảm thấy việc mình đang làm thật ý nghĩa làm sao. Vậy là tôi không chỉ tự giúp được mình mà còn giúp được người. Cuộc sống không hề uổng phí chút nào. Công việc suôn sẻ, nhưng bạn bè thì ngày một ít. Từ dạo chị Hồng chuyển qua đội cấn làm giúp việc, tôi mất liên lạc với chị luôn. Anh Hùng cũng sắp lấy vợ nên chẳng thể qua lại thường xuyên. Cũng may chỗ làm mới có một chị gái hơn tôi một tuổi. Sau một thời gian làm cùng, hai chị em cũng thân thiết với nhau hơn. Trong thời gian này, tôi cũng có trở lại những nơi tôi đã từng qua lại. Trở lại bến xe Gia Lâm, bác gái bán hàng ăn và người bà bán hàng nước cũng không còn ở đó. Cậu bé Mơ cũng chỉ còn lại trong những mảnh ghép mờ nhạt. Quả thật,
thời gian đổi thay, cảnh còn người mất. Cảm giác chênh vênh đột ngột ùa về. Thỉnh thoảng đi làm về muộn, nhìn qua những ô cửa, chứng kiến cảnh các gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng, tôi chạnh lòng ghê gớm. Chỉ dám nhìn trộm và thầm ước ao một mái ấm nhỏ nhoi của riêng mình. Giờ đây tôi mới thấy mình thật cô đơn. Cú sốc kinh hoàng và bước ngoặt. Lật lại những trang hồi ức đã nhuốm bụi, còn người ta lại sống dậy những cảm giác xa xăm. Trong số những mảnh ghép ký ức mà tôi còn giữ lại, có lẽ đây chính là miếng ghép mà tôi muốn đánh mất đi nhất. Mất đi hoàn toàn, không còn lưu lại chút gì để có thể khiến tôi thoải mái hơn. Tôi cũng không rõ nữa, bởi một sự thật trớ trêu rằng dường như điều gì ghét bỏ nhất lại đeo bám chúng ta dai dẳng nhất. Tôi thực sự chỉ muốn nó trôi đi thật nhanh. Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, mưa như chút nước, mưa như muốn nhấn chìm cả con người ta trong cái biển trời mù mịt nước. Tháng ấy trời tiết thất thường, khiến cơ thể tôi cũng không được mạnh khỏe. Tan làm, trời vẫn đổ mưa. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hôm ấy tôi quên mang ô. Dường như nó là một điểm xấu cho những điều sắp xảy đến. Tôi vẫn nhớ lúc ấy các cửa hàng xung quanh cũng đã đóng cửa. Trời thì mới tối xuống, mà đã như về đêm muộn. Dùng dằn mãi, tôi mới quyết định đội mưa ra điểm chờ xe bus. Bị bạch lội trong nước mưa, bỗng có chiếc xe máy chậm chậm lại gần. Tiếng một người đàn ông cất lên trong chiếc áo mưa rộng thùng thình không rõ mặt người. Cháu đi đâu giữa trời mưa như thế này? Sao không mặc áo mưa vào? Mưa vẫn không ngừng chút xuống. Đèn đường không có, chỉ có những ánh sáng yếu ớt le lói sau những cánh cửa đóng kín hai bên đường, khiến tình cảnh của tôi càng trở nên đáng thương hơn. Khó nhọc cất giọng: cháu ra bến xe bus, bắt xe về nhà trọ. Cháu quên mang ô. Thế cháu về đâu? Người đàn ông lại hỏi. Cháu bắt xe bus về Cầu Giấy ạ, tôi nói. Đến giờ đây, tôi vẫn còn nhớ cái giọng nói đến thương cảm mà hắn, cái người đàn ông lạ mặt trong đêm mưa đó nói với tôi. Bác cũng đang về Cầu Giấy có việc, tiện đường bác cho cháu đi nhờ một đoạn, chứ chờ bắt xe bus đến bao giờ? Dù đã nhẹ nhàng từ chối, nhưng hắn vẫn cố gắng thuyết phục. Làm sao tôi có thể nhận ra được sự giả dối đến rợn người được bao bọc trong lớp vỏ của sự ân cần, quan tâm mà dường như đã được màn mưa âm u mù mịt trợ giúp. Giờ mưa, xe bớt tắt đường hay bỏ điểm lắm, nên bác đèo về một đoạn. Thấy tội quá, bác cho đi nhờ. Nhưng không có mũ bảo hiểm, bác ơi, tôi lo lắng hỏi lại. Cháu rút vào trong áo mưa này thì không sao đâu, mưa này công an cũng không bắt đâu, hắn vẫn tiếp tục trấn an tôi. Chính vào khoảnh khắc ấy, tôi đã mắc phải một quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, là leo lên chiếc xe máy đó. Mưa vẫn rơi, tiếng mưa lột đột dưới lớp áo mưa thộn thình như từng tiếng lòng vang lên trong đầu. Chiếc xe máy lao vun vút trong màn mưa đen thẫm. Tôi chỉ nhớ xe đi qua cầu giao ngã tư đường Đại La và Trường Chinh thì rẽ trái. Hắn bảo đi hướng này tránh tắc đường,
Mưa này thì thường đường Trường Chinh tắc và ngập lắm. Chiếc xe cứ thế lao đi trong màn mưa mịt mù. Tôi sốt ruột hỏi liên tục: Sắp đến chưa? Sắp đến chưa bác ơi? Và câu trả lời tôi nhận được lúc nào cũng là: Qua đoạn này là tới. Khi kịp nhận ra sự sai khác thì cũng đã muộn. Bất thình lình gỡ bỏ chiếc áo mưa, nhìn ra bên ngoài, ngực tôi như muốn nổ tung. Đường xá lạ lẫm, không gian vắng lặng đến kinh hoàng. Chớ trêu thay, mưa cũng bắt đầu ngừng. Nó như trêu đùa, chọc tức và nở nụ cười rộng toát trên nỗi lo sợ đến tím tái ruột gan của đứa con gái tật nguyền nhỏ bé này. Chỉ muốn nhảy xuống và bỏ đi thật nhanh, tôi hoảng loạn cất tiếng: Bác ơi, đây là đâu ạ? Sắp đến chưa bác? Hay bớt bớt mưa rồi, bác cứ thả cháu xuống điểm xe bớt nào cũng được, cháu tự bắt xe về. Người đàn ông đó không nói gì, hắn im lặng. Cái im lặng đấy như con dao đâm vào tim tôi. Đến đoạn cua trước mặt, hắn tạt ngay vào lề đường. Và chỉ vài giây ngắn ngủi ấy thôi là tôi cảm giác như dài cả thế kỷ. Tắt máy, hắn quát tháo: Con kia, xuống xe mau. Tim đập nhanh đến mức có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không dám tin vào sự thật. Tôi đã gặp một tên cướp đáng tuổi bố mình. Sao, sao vậy bác? Xe hỏng à? Đáp lại lời tôi là hành động kéo lôi sạch sạch tôi xuống xe của lão. Vừa kéo, vừa du đẩy, lão vừa nạt: Tao bảo mày xuống xe. Mất đà, tôi nhảy nhào xuống nền đất lạnh, bùn đất lết dính vào quần áo, mặt mũi ướt nhòe vì nhuộm bùn, vì nước mắt. Vừa cố gắng đứng lên, tôi vừa cầu xin bằng giọng thảm thiết: Cháu không có tiền đâu, bác ơi. Ba lô của cháu đây, bác cứ lục đi thì biết. Hắn không nói gì, lặng lặng lột áo mưa, kéo cái khóa quạt của lão. Tôi gần như chết lặng. Tôi đã gặp cướp, nhưng không phải kẻ cướp tiền, mà là kẻ muốn cướp đi cái quý giá nhất của đời một đứa con gái tật nguyền. Theo bản năng, tôi vùng dậy với suy nghĩ duy nhất là chạy thoát thân. Tôi lại ra sức vùng vẫy, nhưng cái sự kháng cự của tôi đâu thấm được với sự điên loạn trong máu kẻ biến thái kia. Cái âm thanh đau đớn cầu xin tên cướp máu lạnh đấy vang vọng trong không gian, lọt thỏm vào màn đêm tối tăm mà chẳng có lời hồi đáp. Buông cháu ra, cháu xin bác, cháu chỉ đáng tuổi con bác, lại còn là đứa què quạch, bác tha cho cháu. Cháu xin bác. Mạnh chết. Đắng ngắt. Tôi chẳng nhớ rõ đó là vị của nước mắt, của bùn đất hay của máu. Tôi chỉ nhớ kẻ điên kia vẫn hung hăng kéo lê tôi, đánh tôi, tát tôi. Từng tiếng nói của lão như những âm hồn bát quái bám riết lấy tôi, cứ vang vọng trong đầu mà không sao thoát ra ngoài. Mẹ kiếp, què quắt như mày không có tao chơi thì đéo thằng nào thèm động vào, còn giả bộ làm keo. Quần áo xộc xệch vì giằng co, đầu tóc rũ rượi vì chống cự, chân tay thâm tím vì bị hắn đánh đập. Tôi cắn, tôi đạp, hắn vả, hắn tát, bỏng rát mặt, sặc sụa trong bùn đất. Tháo dây lưng, lão chói tay tôi lại. Hết đường chống cự, tôi khóc đau đớn, khóc đến tê tái trong cái sung sướng, đến lợm giọng của lão. Vừa hành hạ, lão vừa chửi bới, vừa lăng nhục cái đứa què quạch đáng tuổi con lão. Những tiếng thở thô xuyển vang lên trong cái góc đường tăm tối vắng lặng ấy. Nó đập vào tai tôi,
đập vào màng não tôi. Không một ai đi qua, không một sự giúp đỡ, tôi bị vứt lại như một cái dẻ rách sau khi dùng. Đau đớn về thể xác, tủi nhục về tinh thần, kinh tởm. Chính tôi còn phải ghê tởm cái thân xác của mình, rách nát đến cùng cực, dùng hết sức lực cuối cùng mà lê lết ra khỏi cái nơi ma quỷ ấy. Dù đã khuất bóng, ra đến đường lớn mà tôi vẫn cảm thấy trong không gian có con mắt nhìn chòng chọc vào mình, chế giễu, cười thầm trong đêm. Một ánh đèn xe chiếu lại, một chiếc xe bus từ từ tiến đến, dép trơn, đường trơn, đến cái tay vịn lên xe cũng trơn, mà tôi bị ngã nhào xuống dưới, lộn cổ ra đằng sau, lăn ngay vào gầm xe khiến mấy người trên xe rú lên ầm ĩ. Dừng xe, có người ngã. Phụ xe và lái xe sợ xanh mắt, cùng ra lôi tôi lên xe, nghĩ tôi ngã nên quần áo bê bết vậy. Không ai nói gì, phụ xe xếp tôi ngồi chỗ gần cửa xuống, miệng liên tục hỏi han xem tôi có bị làm sao không. Tôi chỉ lắc đầu, lắc đầu. Tôi xuống điểm dừng Kim Mã để đón xe số 32 xuống, xuôi về phòng trọ. Ai cũng nhìn tôi bộ dạng nhếch nhác, bẩn thỉu đến kinh tởm. Mặc kệ tất cả, tôi chẳng còn tâm trạng nào để mà quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Tôi chỉ muốn nhanh chóng quay về nơi cư trú của mình. Tôi muốn được khóc, được hét to lên, được rủa xả cho thoải mái. Và tôi muốn được tắm, được gột sạch tất cả mọi thứ bẩn thỉu đang bám dính trên con người mình. Trong tâm trí mơ hồ của mình, phải đến hơn 10 giờ đêm tôi mới bước chân về đến phòng trọ, lấy đồ để đi tắm. Nhưng than ôi, nhà tắm hết nước. Căm ghét hết thảy. Tôi chỉ biết lao vào phòng và khóc thật to, khóc cho trôi đi hết tất cả những cái bẩn thỉu cặn bã, khóc cho trôi đi hết những buồn đau trong lòng, khóc cho trôi đi hết những uất nghẹn của số phận chớ trêu. Tôi khóc liệm cả người. Phải đến trưa hôm sau tôi mới tỉnh giấc. Mơ màng trên giường trong các ngày chủ nhật vắng lặng ấy, tôi thấy sợ thế giới xung quanh. Yêu thương là quá xa xỉ đối với một đứa què cô độc. Sau sự việc ấy, tôi như con ốc sên thu mình lại vào cái vỏ ốc bé nhỏ và đề phòng với mọi thứ.